Ba bị gì vậy ba? Mày đem cho khác đi, hôi quá, tao chịu không nào. Dừng đi luôn đi. Tôi lại tôi múc tiếp. Bạn nín thở lại, đừng hít cái mùi đó nữa, nín lại. Sao mạch đập càng ngày càng yếu vậy? Trời ơi, ba đừng làm con sợ nha ba. Ba ơi. Ba em sắp đi hả? Sao không thở nữa vậy? Mày cho tao nín thở mà. Thở. À rồi. Đừng có buồn, đàn ông mình mà không có gì buồn hết. Cái gì thiếu thì mình học, hiểu không? Cái gì mình thấy mình ngu hơn người ta thì mình phải học cho đỡ ngu lại. Cái giấu mới là cái ngu, mình học cái khôn người ta để mình bớt ngu. Hiểu chưa? Vậy nó nắm tay vợ con đi ăn thì là con phải học được cái gì? Bạn bè mà sao mày biết đàn ông mình bị nhỏ nhặt mấy chút xíu rồi sao mà thành công được? Suốt đời ở nhà lau toilet thấy không? Các bạn đừng có động. Có cái thứ bạn nào mà từ đâu về tự nhiên chạy vô rồi ôm má rồi dắt nguyên gia đình người ta đi ăn không, trong khi tôi tại sao nó không mời? Anh điên rồi. Không tay không tiền đời mấy ai thương, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, đêm đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ con biết sống làm sao? Trời ơi! Trời đất ơi! Số gì? Thôi đi! Hát hoài! Cái gì vậy? Đang quạo nha! Đang tính tiền từ tháng 10 tới bây giờ nha! Tháng nào là cũng hụt ha! Ủa tháng 10 làm gì mà hụt 50 triệu ta? Thì đóng ngân hàng cho cái nhà 49/3/7 đó. À là bù lỗ vô trong cái vụ mà anh... bán cái nhà mà bị hụt tiền đúng không? Đúng rồi. Để bù tiền cho anh làm ăn chứ gì? Đúng rồi. Làm ăn mà lúc này lúc khác em ơi. Rồi tháng 11. Trời đất ơi, tháng 11 nó không những lỗ ít hơn 50 mà nó còn lỗ nhiều hơn nữa. Nó hụt tới 20 triệu. Tháng 11 là 70 triệu. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy ta, tôi cài đầu tắt mặt tối mà cứ hụt tiền hoài kìa. 70 triệu này là cái vụ gì đấy ta? Cái nhà 70/3/4 đó. À, cũng lại là ông. Cũng bù tiền cho ông làm ăn nữa. Trời là trời. Thấy không, tính sơ sơ thấy 120 rồi đó. Làm ăn mà lúc này lúc khác chứ. Đâu phải lúc nào cũng vượng đâu. Nhiều người đại gia người ta gãy 1-2 lần, tới lần thứ 3 người ta mới thành công đó. Trời đất ơi. Trời ơi. Ủa sao tháng 12 là không thu vô được đồng bạc nào hết trơn vậy? Ủa tôi nhớ tôi làm quá trời làm mà tiền chạy đâu hết trơn rồi. Cái nhà mua hố trên núi đó. Cái nhà mà tôi cản anh đúng không? Tôi nói là đừng có mua. Trời ơi, tự nhiên bây giờ ôm một đống tiền mua cái nơi khỉ ho cò gái rồi chừng nào mới lời đúng chưa? Rồi xong anh mua làm sao mà bây giờ cái chỗ đó nó giải tỏa, nó không đền bù mất trắng tiền. Trời anh ơi, chết em thiệt á anh. Em làm bao nhiêu tiền để tích góp cho cái gia đình này mà một tay anh phá hết sao được. Vợ chồng là phải đồng vợ đồng chồng phải không? Hai bên cùng xây, bây giờ một người xây một người đạp làm sao mà được trời. Em thấy đó, có ai đàn ông như anh không? Ở bên nhà của vợ, bây giờ làm công việc nhà luôn. Từ nhỏ tới lớn anh có bao giờ anh làm, nhưng mà vì anh làm ăn thất bại, anh về đây anh chấp nhận nội trợ bếp núc tất cả mọi thứ anh làm hết. Mà làm ở đâu em? Làm ở nhà vợ. Có gì không? Sao không có em? Có gì? Trời ơi, trong nhà em biết bao nhiêu người, toàn là em út anh không, mà cái gì cũng kêu anh làm hết nè. Anh có nói tiếng nào đâu. Vậy thôi bây giờ tôi ở nhà tôi làm đi ha, rồi ông ra ngoài đường kiếm tiền đi, chịu không? Thôi thua chịu thôi chứ biết sao giờ. Trời đất ơi, vợ chồng bây giờ bình đẳng rồi, ông bỏ cái suy nghĩ đi nha. Không có chuyện mà vợ cưới về là phải làm chuyện nhà đâu. Tôi mà còn ở nhà làm công chuyện nhà là cái nhà này đói. Mà nói cho anh biết cái hả, em cũng không muốn anh làm mấy công chuyện này đâu thiệt. Bởi vì anh phải làm để chi? Để người ta nhìn vô người ta không thấy anh là một người vô công rồi nghề, đúng không? Ít nhất nhìn vô còn thấy anh có ích trong xã hội này, trong cái gia đình này. Chứ ai mà muốn chồng mình đi làm ba cái công chuyện này, phải không? Bây giờ cái bồn cầu hư rồi, vô sửa giùm luôn đi. Có liền. Trời ơi, phải chi chồng tôi cũng như chồng ta kiếm được nhiều tiền đâu, khổ vậy trời.
quá mệt mỏi. Cái chuông ở đâu ta? Ủa, trời ơi, sao mà biết ở đây mà tìm tới hay vậy? Tôi mà, tôi với Ngọc hồi đó học chung trường. Cái gì mà Ngọc nghĩ là tôi không nghĩ ra. Ngọc ở đâu rồi tôi không biết. Nãy tại mới có hẹn thôi, hẹn là gặp bàn mấy cái chiến lược làm ăn rồi đó. Mà tôi quên, bận quá quên, tôi chưa nói cái địa chỉ. Mà cũng mò được tới đây, hay thiệt chứ. Bữa nay cũng tới đây rồi thì có chút quà gửi cho trời Ngọc ơi, gia đình. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì đâu, mấy món quà nhỏ thôi mà. Mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Ngọc ở trong căn nhà này hả? Nhà này nhà ba tôi. Sao ở trong cái căn nhà chật hẹp như vậy, mình khó chịu chết. Thì khó chịu phải khó chịu thôi, nhưng mà giờ lỡ rồi mình cũng đâu có còn cái quyền lựa chọn đâu, không? Sao Ngọc sống với lợi chồng mà sao không ra riêng ở, phải ở phụ thuộc của gia đình, trở ngại lắm. Thì giờ chồng làm ăn thua lỗ, bán nhà rồi, không có đủ tiền mua căn nhà mới, cho nên là mới phải về đây ở nhờ nhà ba. Chồng làm ăn thua lỗ hả? Bây giờ là Ngọc đứng ra làm mang thai cho chồng. Thì đúng rồi. Thì tôi về đây tôi giúp Ngọc nè. Tôi thiệt mà. Tình Tao uống nước đi. Sao vậy? Trời ơi, thì có quét nhà không có kỹ lưỡng gì hết trơn á. Ngọc bị sao vậy? Chết rồi. Ôi, tôi sốn quá, Đừng. Thôi, tôi sốn quá. Đừng. Đừng có động. Thôi, cho tôi đi. Được rồi. Đỡ rồi. Gì vậy? Ông làm gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên ông xé tem ben cái cầm về vậy? Ai? Cái này... Dạ. Bác? Bác trai? Không có. Này... Bác trai gì đây? Chồng Ngọc. Em đi qua đây ngồi coi. Em đi qua đây ngồi. Gì trời? Bạn ngồi im chỗ đó. Cái này bạn em có nói anh. Tôi biết rồi, im lặng đi. Bạn gì? Bạn gì mà vô nhà ôm mặt vợ tôi thổi là gì? Ông là ai mà tại sao vô nhà tôi thổi vợ tôi? Cái gì vậy anh? Cái này là bạn em. Bạn gì? Bạn em là đi học bên nước ngoài về đó, người ta đang rất là thành đạt ở bên nước ngoài. Bây giờ người ta thấy em khổ quá, người ta về người ta giúp đỡ em. Trời, bạn gì mà tốt kiểu khốn nạn vậy? Gì vậy, anh nói gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bạn thân kiểu nào mà sao đó giờ tôi không biết. Đám cưới có đi không? Đám cưới người ta ở bên nước ngoài. Không đi đám cưới mà gọi là thân hả? Còn bây giờ đã lúc người ta có chồng, người chồng người ta đang xa cơ tất thế vậy để giúp đỡ là sao? Không, bình tĩnh đi. Nước ngoài là nước nào? Anh ở bên nước nào? Tôi với lại Ngọc hồi xưa là học chung ở Bình Lợi chung với nhau. Bây giờ là tôi qua nước ngoài học. Bây giờ hiện tại là tôi làm tư vấn kinh tế cho các tập đoàn ở Mỹ. Mỹ à? Hân hạnh được biết anh. Người ta đang là một người rất là thành đạt. Người ta về người ta giúp đỡ vợ chồng mình đó. Sit down. Ngồi đi. Sit down. Tại tôi sống bên nước ngoài quen á. Bây giờ thôi, về sit bell lại đi, biết bớt đi. Bớt nói lại đi. Làm gì á? Sit bell. Trời ơi. Sao ảnh căng quá vậy? Tôi có thế này tôi hơi rối thật. Rối cái gì? Rồi tôi hỏi anh, anh làm nghề gì? Tôi là tư vấn kinh tế cho các tập đoàn ở Mỹ. Tôi nói cho anh biết là anh đang đụng rồi đó. Đụng cái gì? Tôi cũng là một chuyên gia về địa ốc. Vậy là chúng mình là đồng môn. Đúng rồi, đồng môn. Tôi là tư vấn những tập đoàn lớn địa ốc trên toàn Asian. Khoan, cái gì? Tập đoàn nào anh? Asian in Academy International Superstar Soccer. Asian. Hình như là
Tôi biết tập đoàn này, tôi biết tập đoàn này là ở đâu đó, International Super Soy Soccer Deluxe đúng không anh? Đúng rồi. Ở đó chơi điện tử. Hồi còn nhỏ chơi điện tử á. Xưa là nó làm bên điện tử, xong rồi cái nó chuyển qua điện lạnh đó. Rồi từ cái điện lạnh cái nó chuyển qua cao ốc đồ này nọ. Anh nghe nè cưng. Cái máy lạnh của em hư rồi, xong vô sửa cho em. Ok. 25 minutes. Này. Hả? Vô sửa đi. Rồi, để anh sửa liền. Ừ, nói vậy anh cũng biết sửa điện lạnh nữa hả? Trời, mình làm những tập đoàn lớn mà, những cái loại nhỏ nhỏ này mình phải làm luôn chứ. Ơ, anh hai. Kia đường cống trên toilet của em, anh Thông nhìn em chưa vậy? Chưa, chút xíu anh vô anh Thông, cái đó dễ mà, là chỉ cần lấy cây chọt nhẹ cái là anh đi. Anh chọt có ra đâu cái này. Em không biết cách chọt, cái nghề chọt là nghề của anh. Em chọt lên. Anh biết thông cống, chọt cống luôn hả? Trời, mình làm tập đoàn lớn mà bạn. Những cái chuyện nhỏ nhỏ cống. À, cái cống á, cái cống phòng nào bị nghẹt mà cứ nghẹt lên tới trên đây luôn vậy? Ông của Châu lên sửa có dòi sen cho ba luôn con. Rồi bây giờ con vô sửa máy lạnh trước. Làm máy lạnh cho em trước đi. Lên sửa cái trên này trước đi. Cái thằng này sao? Thôi luôn, đang nóng lắm ba, kỳ của anh hai. Lên sửa máy lạnh ba em. Việc tao nói làm việc gì xong việc đó để dồn bây giờ đủ thứ việc hết trơn. Thôi là anh biết làm lên anh phụ cái được không? Mấy cái việc dạ, này ba. Là mình phải kêu thợ tới chứ. Này anh Đạt bạn con. Ủa vậy hả? Hồi xưa học chúng con, bây giờ là làm một doanh nhân thành đạt ở bên nước ngoài. Dạ con chào bác. Dạ giờ là ảnh về đây là ảnh giúp đỡ con để cho con làm ăn khấm khá hơn. Ủa mà anh làm gì? À thật ra là tôi tư vấn kinh tế cho những tập đoàn lớn ở Mỹ. À, anh giỏi ghê luôn á trời. Giỏi anh, quá luôn mà á. Mà bây giờ vậy nè, em mở cái shop hoa đó. Mà dạo này kinh doanh nó cũng không có được lắm. À mấy cái chuyện đó xin lỗi dễ mọi mà. Người nha, xin lỗi mọi người. À tôi đi đổ nước cống nó hơi ho chút xíu. Trời ơi. Không làm được cái gì hết trơn, đang nói chuyện từ thế giới mà mày nước cống nó đồ bỏ vô suốt đời là nước cống. Vậy ngày mai anh rảnh không cái gì qua chỉ em mấy cái. Được, anh có mối quan hệ rất là rộng, anh sẽ giới thiệu nhiều người tới, nhưng mà điều trước tiên là mình phải cần phải siêng năng, cần mẫn. Thí dụ như mình em xin đúng rồi, mình thí dụ mình tiếp thị 10 người không được, nhưng mình được một người thì mình cố gắng tiếp thị 20 người, thì ít nhất mình cũng chiến thắng được 2-3 người. Ba sao vậy ba? Ba đang ngồi khỏe mà tự nhiên ba mệt ngang vậy? Ủa, bác trai sao vậy? Tuột máu mấy bữa nay, nó bị tuột máu hoài rồi nó đưa cái mùi hồi nãy hửi. Không bác nằm thả lỏng ra đây ngồi coi. Ủa, bác sĩ à ủa ba bị gì vậy ba? Mày đem cho chỗ khác đi mà hôi quá, tao chịu không nào. Anh dừng lại. Tôi lại tôi muốn tiếp. Bác nín thở lại, đừng hết cái mùi đó nữa, nín lại. Sao mạch đập càng ngày càng yếu vậy? Trời ơi, ba đừng làm con sợ nha ba. Ba ơi. Sao? Ba em sắp đi hả? Sao không thở nữa vậy? Mày kêu tao nín thở mà. Ba thở. Mày kêu tao nín thở mà theo cái con mà đo cái mạch của bác với lại nhìn cái thể trạng của bác á, con thấy được là bác hình như là lúc này khó chịu trong người đúng không? Uống nước nhiều đúng không bác? Và thường thấy mệt mỏi, khó ngủ, mình mẩy nhức mỏi. Ngày mai con khuyên bác phải nên kiểm tra lượng đường trong người đi, tại vì thiếu nước. Sao nó biết hay vậy? Thiếu nước mình uống vô á là nó sẽ thải ra, nó mình sẽ bị mất đường và mình dễ bị tuột huyết áp, nguy hiểm lắm bác. Trời ơi, cho nó biết nhiều thứ hay quá hả con á. Dạ thì trời cũng tìm tòi đọc sách rồi thì mình biết được nhiêu mình thu nhập nhiêu, tại đời mình là cả một đời để học. Trời ơi, phải chị nhà mà có thằng con rể giống vậy là ê có vợ chưa, vợ con gì chưa? Chưa dạ. Thì ngà là em kế nhỏ này, nó cao ráo xinh đẹp, từ tốn nhỏ nhẹ, chỉ bị một cái vô duyên thôi. Ừ, mà nó thật thà lắm, được không? Dạ, dạ thì hồi đó giờ là con chưa quyết định lên lên xe hoa lấy vợ là thật là có lý do. Chứ là cái gu đó là không phải gu của con nữa. Bây giờ con ngà là nó cũng đẹp mà con không chịu mà, chứ cái gu con sao? Dạ. Nó có chồng rồi. Ừ, có chồng rồi. Thôi bây giờ hay quá, nhờ cái cậu này mà bây giờ có việc gia đình ai cũng giải quyết được. Hay quá, thằng nói mấy câu mà sáng hết trơn. Thiệt á, sao mà anh giỏi quá. Còn anh rể nhà em chán hay là chán đây, không có giúp được gì hết. Dắt xuống Bà Rịa ăn hải sản. Giỡn chứ, ra ngồi nhà hàng đãi ăn bữa. Dạ thôi, ngày hôm nay là hôm qua là cũng có lý do hết. Hôm qua gặp Ngọc
để dắt Ngọc đi tham quan một số cơ sở để con sắp tới đây con với Ngọc sẽ hợp tác làm ăn những dự án lớn. Tốt quá. Sẵn đây có đầy đủ gia đình mình à đi coi luôn hả? Dạ không, mình đi ăn. Mình đi ăn ở nhà hàng năm sao xong rồi mới dắt cả nhà mình đi năm tới sao? Ngay cái cơ sở đó mình. Năm sao mắc lắm. Trời nhầm nhò gì bác, cái đó chỉ là để mình làm cái nhiều tiền để mình ăn uống cho bồi bổ được nhiều sức khỏe thôi. Trời ơi ơi thằng mày. Hay mới gặp mà dắt đi năm sao, thằng chồng mày đó. Bao nhiêu năm chưa bao giờ dắt đi ăn một tô hủ tiếu. Đi mình mời cả nhà mình đi. Trời ơi. À. Ôi trời. Trời đất ơi. Sửa điện lạnh mà đạp đinh là sao trời. Số tôi làm sao đâu. Quên cái điện thoại bỏ đâu rồi. Gì vậy? Gì mà ngồi tao có mặt mày như đứa đám vậy? Ủa sao ba không đi ăn nhà hàng năm sao đi? Đây. Có rồi. Ba không đi ăn nhà hàng năm sao hả? Đi đây nè. Trời ơi cái thằng. Ê nè. Rảnh á là hẹn cái thằng bạn của con vợ tới học hỏi người ta nghe chưa? Đừng có buồn, đàn ông mình mà không có gì buồn hết. Cái gì thiếu thì mình học. Hiểu không? Cái gì mình thấy mình ngu hơn người ta thì mình phải học cho đỡ ngu lại. Cái giấu mới là cái ngu, mình học cái khôn người ta để mình bớt ngu. Hiểu chưa? Vậy nó nắm tay vợ con đi ăn thì là con mới học đó cái gì? Bạn bè mà sao mày cứ đàn ông mà mày nhỏ nhặt mấy chút xíu rồi sao mà thành công được? Suốt đời ở nhà lau toilet thấy không? Người ta thành công là mình phải nhìn vô thành công để mình phấn đấu, chứ không phải mình nhìn vô thành công là mình ghen tị. Con cũng có tố chất, nhìn cái trán con là thấy con tố chất rồi. Thấy chưa? Nhìn người ta học hỏi, hiểu chưa? Một ngày đó mình phải bước lên xe hơi năm sao mình ăn, chứ không phải là một ngày đó mình vô toilet mình ngồi mình khóc. Nghe chưa? Những gì ba nói con là chân thành. Mình phải thay đổi, chứ cứ như vậy hoài một ngày đó con vợ nó chán, nó bỏ. Hiểu chưa? Ba đi đây. Ở nhà đi, lát tao đem về cho con tôm hùm. Ngọc, tình yêu bé nhỏ của anh. Khi em nhận được bức thư này, có lẽ anh đã ở một nơi nào đó rất xa. Ngày xưa, lúc yêu nhau, em rất là thích anh viết thư cho em. Bức thư này là bức thư cuối cùng của anh viết cho em. Anh xin lỗi, vì thời gian qua đã làm cho em phải sống khổ sở. Anh muốn giải thoát cho em, để em có thể đến với một người đàn ông xứng đáng hơn. Lá thư này kèm theo tờ đơn ly dị anh để trên bàn, anh đã ký rồi. Dù ở nơi đâu, anh cũng luôn theo dõi và chúc phúc cho em. Chào em. Ủa, anh đi ăn nhà hàng năm sao hả? Có chứ, mà chút xíu nữa mới đi. Tại vì anh Đạt ảnh là khách VIP ở nhà hàng mà mình muốn ăn giờ nào mình ăn đúng không? Ây da. Mà phải công nhận nha, tự nhiên bây giờ gặp lại được anh Đạt em cảm thấy cuộc đời em may mắn dễ sợ luôn á thiệt á. Ảnh là tự nhiên gặp ảnh xong là em cảm giác như là ảnh khai sáng cho cuộc đời em vậy đó. Rồi khai sáng cho cả gia đình mình luôn. Trời ơi, giống như là mình cảm giác ổng là một người đàn ông mà kiến thức sâu rộng, bao la, cái gì cũng biết hết trơn. Mà thành đạt mà cuộc sống nữa. Trời ơi, anh biết hả, đi với anh Đạt ha, đi tới đâu người ta cũng chào, đi tới đâu người ta cũng nể, người ta cũng đón mời mình. Trời ơi, tự nhiên mình cảm giác mình hãnh diện ghê gớm. Rồi cái ảnh còn hứa là ảnh sẽ giúp đỡ cho em nè, ảnh sẽ giúp cho công việc của em ngày càng tốt hơn nè ha. Rồi ảnh đưa ra những cái dự án gì vậy nè đó. Ảnh nói bây giờ em cứ làm theo đi, ảnh sẽ hỗ trợ em hết mình. Phải công nhận nha. Trời ơi, ổng vừa dễ thương nè, vừa tốt bụng mà vừa giỏi vừa thành đạt. Vậy mà vẫn chưa có gia đình. Tiếc thiệt. Sắp có rồi. Ủa sao biết hay vậy? Biết mà, thấy gia đình của em ai cũng thích Đạt hết là biết rồi. Trời, đâu phải chỉ nhà mình thích ảnh đâu. Đi ra đường ai cũng thích ổng á. Ổng dễ lòng người ta lắm. Đúng rồi, dễ lấy lòng nhất là em á hả? Tôi có này đưa cho em nè. Gì vậy? Tiền hả? Ý,
anh Đạt gọi. Nó dám gọi tới đây luôn hả? Nói với nó, mở loa lên nói với nó là chồng của em nói anh vuốt mặt phải nể mũi, muốn làm cái gì á để tôi giải quyết xong công chuyện của tôi đi rồi làm nghe chưa? Anh bị gì vậy? Nói với nó là tôi còn sống nha. Cái này là bạn em mà anh bị bạn gì? Hả? Có cái thứ bạn nào mà từ đâu về tự nhiên chạy vô rồi ôm má rồi dắt nguyên gia đình người ta đi ăn không, trong khi tôi tại sao nó không mời? Anh điên rồi. Bây giờ anh không tin đúng không? Tôi nói chuyện tôi mở loa cho anh nghe. Tôi không tin, tôi không tin có cái thứ tình bạn đó. Alo. Dạ alo. Alo Ngọc hả? Sao lâu quá mới bắt máy vậy? À dạ không, tại điện thoại của Ngọc để chế độ rung đó, cho nên là không có nghe chuông. Vậy hả? Làm dạ. Đạt lo quá tưởng đâu có chuyện gì. À bữa nay Đạt nhìn vô mắt của Ngọc thấy hình như Ngọc không được vui đúng không? À đâu có, Ngọc bình thường mà. Ngọc bình thường hả? À Ngọc đừng có dối Đạt, Đạt biết hết á. Nè nghe Đạt nói, cái này là Đạt nói thật tình đó nha. Trong cuộc sống của Ngọc á, nếu mà khó khăn quá thì Đạt luôn ở phía sau lưng Ngọc. Ngọc cần cái gì Đạt cũng cho Ngọc cái đó hết, Ngọc hiểu không? Lúc nào Đạt cũng ở bên cạnh Ngọc. Alo. Ngọc nghe, Ngọc nghe. Ở gần nhà nó có muối lân ột quá. Trả lời đi, tôi muốn nghe. Giúp chính gì buồn thôi, nói đi. Hả? Ngọc hiểu ý Đạt chứ? Ngọc hiểu. Nhưng mà Ngọc cảm ơn những cái tình cảm mà Đạt đã dành cho Ngọc. Nhưng mà Ngọc nghĩ là Ngọc vẫn cần gia đình hơn. Cho nên Ngọc ơi, nghe Đạt hỏi nè, Ngọc có yêu chồng của Ngọc không? Có chứ. Đâu có gì hơn người đó đâu Ngọc. Em được chọn lựa mà, sao lại chọn một thằng như anh chứ hả? Anh có cái mà người ta không có, đó chính là khi mà ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất là bình yên và ấm áp. Như đó là đủ lắm rồi. Hồi nãy anh tính đưa cho em coi gì vậy? Anh tính đưa cái đơn. À không. Đơn gì? Không không. Đơn xin việc làm á mà. Không có gì hết. Hồi nãy em thấy thái độ của anh nghiêm túc lắm mà, chắc là cái gì quan trọng lắm đúng không? Không phải, không có gì. Vô quan đây. Trọng. Không phải mà. Đừng có chối. Trời ơi, vợ chồng bao nhiêu năm nay mà ông em... giấu giếm tôi được cái gì? Tôi nhìn thấy đồ ơi, lấy cái, làm gì?